Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 của bộ truyện tiên nghịch Tác giả nhĩ Căn qua phần diễn độc của Lach Tập này được mang tên là Uy lực của xạ thần xa Lấy xin nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì um, Vương Lâm đã cùng với đám người hồ lão tiến vào thiên di chi địa um, Sau khi vào đây thì... Um, mới phát hiện ra những cái người man hoang ở đây không tu luyện giống như cái người bình thường ở phía ngoài mà tu luyện theo cái âm hấp thu sức mạnh của những con quái thú à, thì hấp thu càng nhiều thì cái cái hình dạng của chiếc lá trên mi tâm càng nhiều thí dụ như là à, lục diệp nè ngũ diệp tam diệp càng cao thì càng mạnh thì Vương Lâm đã gặp qua một cái ông Lục Diệp thì sau khi nhưng mà không đánh nhau chỉ ông kia chỉ báo là không được tiến sâu vào thôi nhưng mà Vương Lâm đã vào đây rồi không muốn trở ra tay không do đó mà đi tụ tập lại với cái đám người hồ lão sau đó thì hồ lão mới chỉ dẫn đường hàng lập à, sorry dẫn đường Vương Lâm đi tiến vào tầng thứ ba của cái Tiên Di Chi Địa này Um, ông ta thì ẩm theo cái tên uh, hứa la là... còn vương lâm thì ẩm theo cái cô gái kia với um, sử dụng con văn thú để cho cái tên tên gì cưỡi đó quên tên tên đó mất rồi thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe trường vui vẻ nha thì lúc này Vương Lâm ôm lấy cô gái đi về phía trước một bước lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cô gái chỉ cảm thấy tiếng gió thét gạo bên tay, từng cơn gió thổi lên người giống như những con dao sắc bén, nhưng mà những cơn gió này lập tức biến mất. Bờ mi công vút của cô gái khẽ rung, nàng mở ra hai mắt nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh ở bên cạnh đang ngăn cản những cơn cuồng phun đang thổi tới. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt của Vương Lâm, bộ mặt của Vương Lâm cũng không phải là anh Tuấn, nhưng lại tràn đầy một khí chất kỳ lạ đây là tu sĩ hóa thần, sau khi cơ thể được linh lực của trời đất dung hợp vào, căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh, sẽ xảy ra biến hóa kỳ dị. Vương Lâm nhận thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn vào mình, hắn vẫn không cúi đầu mà ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy khoảng cách giữa khâu tứ bình và hổ lão ngày càng xa. Với tốc độ của khâu tứ bình, căn bản không thể so sánh với tu sĩ hóa thần hổ lão được. Trong mắt khâu tứ bình lộ ra vẻ lo lắng, gã mới quay đầu lại nhìn thấy Vương Lâm đang bay tới, lập tức lớn tiếng, nói Dưỡng huynh à, giúp ta, giúp ta một lần thôi, ta nguyện ý dùng bảo vật tặng cho huynh. Vương Lâm căn bản cũng không để ý đến gã. Hai người dù sao cũng không có giao tình, nhưng mà nghe thấy đối phương có bảo vật để tặng cho mình, thì hắn đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó âm thầm đi theo người này đến Tu Ma Hải, nhìn thấy cái động phủ kia. Trong động sách cổ rất nhiều, rõ ràng là thứ mà không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể giành được hắn dùng tay trái vỗ vào túi trữ vật văn thú lập tức bay ra theo tâm niệm của vương lâm văn thú bay đến dưới người khâu tứ bình để cho gã đứng lên mình nhưng mà trong mắt con thú này lại lộ ra vẻ không tình nguyện rõ ràng cho rằng khâu tứ bình không đủ tư cách để ngồi trên người của nó khâu tứ bình thở phào nhẹ nhõm tốc độ của văn thú tuy vẫn chậm hơn một chút so với tu sĩ hóa thần nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp gã vội vàng cởi túi trữ vật xuống lấy ra một cặp chuông rồi nói Dương huynh à Vật này ở tay nhiều năm trước Tình cờ lấy được từ trong bụng của một con yêu thú Nó chính là bảo vật thượng cổ Chẳng qua năng lực của ta có hạn Không thể nào hiểu rõ được Nhưng mà ta có thể thầy Vật này tuyệt đối không tầm thường đâu Ngày hôm nay ta tặng cho Dương Huynh Chỉ cần Huynh có thể ra sức giúp cho ta Có được một cơ hội ngồi dưới luân hội thủ thôi Sau khi nói xong Khâu Tứ Bình liền ném cặp chuông này vào trong tay Vương Lâm Vương Lâm nhìn thoáng qua cặp chuông Thấy trên mặt vực này có một tầng cấm chế nếu như mà không phá cấm chế này ra thì không thể nhìn rõ được đầu mối gì. Hắn cũng không nhìn kỹ mà ném vào trong túi trữ vật. Đúng lúc này từ phương xa phóng tới hai đạo hắc mang, rồi ngay lập tức hóa thành hai khuôn mặt khổng lồ, một cái đuổi theo hồ lão, một cái còn lại phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lực tay phải, tiền kiếm lập tức xuất hiện, hắn vung tay lên, một đạo kiếm mang ngay lập tức phóng ra, như những tia chớp chém lên trên khuôn mặt. Sau khi chém xong một kiếm, Vương Lâm cũng không dừng lại mà tốc độ bay đi lại càng nhanh hơn. Trên khuôn mặt khổng lồ kia bay ra rất nhiều làn sương đen. Những làn sương lập tức đang xen vào nhau tạo thành một ký hiệu cực lớn. Nó va chạm vào kiếm mang, kiếm mang tiêu tán mà ký hiệu cũng vỡ vụn. Bên trong làn sương có một người đầu tóc hoa râm đi ra. Trên con mắt âm trầm bên phải của gã có một vết thương, máu chảy theo khuôn mặt của gã xuống đất. Người này đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, cơ thể khẽ động, đuổi theo về phía trước chỉ bị thương mà không chết đây chính là lục dịch thuộc chú sư sau sợ là tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ đi mà vương lâm nhớ mày hồ lão ở phía trước lúc này cũng rất thảm hại lão ngừng lại cũng đấu pháp với lão già do khuôn mặt khổng lồ kia hóa thành nhưng một mặt thì ông ta muốn bảo vệ hứa la mặt khác tu vi chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ lão nghênh chiến liên tục thối lui nhiều lần gặp phải nguy hiểm thao thú hồ lão hét lớn lên lập tức một con thú giống như huyền vũ xuất hiện. Nó và hồ lão cùng chiến đấu với lão già kia. Lão già kia vừa nhìn thấy thao thú, trong mắt đột nhiên phát ra ánh hào quang. Lão già không đấu pháp với hồ lão mà phóng thẳng về phía của thao thú. Lão già đầu bạc đang đuổi theo vương lâm thì hai mắt cũng trở nên ngưng trọng. Lão nhìn chầm chầm vào thao thú, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Lão do dự một chút nhìn thoáng qua, lập tức bỏ vương lâm mà phóng thẳng về phía thao thú xem ra trong mắt của gã thì việc truy kích những tu sĩ ngoại lai không bằng thu lấy máu của con thú này nói không chừng có thể làm cho sức mạnh của ký hiệu được tăng cường thêm ba phần còn văn thú khâu thứ bình đang cưỡi lại bị hai người bỏ qua rõ ràng trong mắt bọn họ thì nó không có giá trị vương lâm bay đến như tên bắn khi hắn bay qua hồ lão thì quát lên hồ đạo hữu không nên vô dự nữa những tên giả nhân này cũng không phải chỉ có hai người đâu không nên dây dưa ở đây nữa sẽ không bét hết đó đi thôi Hồ lão ngơ ngẩn nhìn thao thú bị giả nhân bắt được đang liên tục kêu gào. Trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lập tức suy nghĩ này bị ông ta loại trừ. Lão cũng không quay đầu lại mà bay đi như tên bắn, vì lão nhìn thấy từ phương xa đang bay tới ba đảo hắc mang. Phương Tây, vị trí của cây luân hồi thú kia đã là lỡ phương Tây. Hồ lão ở phía sau trầm giọng nói. Tầng thứ ba so với hai tầng trên thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau mấy canh giờ thì mọi người đã bay đến cực Tây hồ lão đảo thần thức xuống bên dưới hai mắt ngưng rộng. ở đây hả vương lâm đảo thần thức qua hắn lập tức nhìn thấy nơi hồ lão nói là một cái cây đã khô héo cây cũng không lớn chỉ có vài cành nhỏ cũng không có một cái lá nào chẳng qua nó trơ trọi một lên trên một mảnh đất nhìn qua thì giống hệt như là những cây bình thường khác không có gì khác biệt chẳng qua nó là cái cây duy nhất ở tầng thứ ba này Hồi năm đó lão phu ở tầng thứ ba cũng đã đi qua chỗ này rồi Nhưng mà lại không phát hiện ra bất cứ cái cây nào cả Nếu tự tâm không lấy ra ngọc giảng Thì ta cũng không tin ở đây có luân hồi thủ xuất hiện Hồ lão đứng dưới tàn cây trầm giọng nói Khâu tứ bình lúc này mới bay đến Chưa đến gần nữa thì văn thú đã lực người ném gã xuống đất Rồi bay về phía bên cạnh của vương lâm Khâu tứ bình cũng không quan tâm Mà thuấn di bay đến dưới tàn cây Trong mắt của gã lộ ra vẻ kích động gã không nói nhiều lập tức ngồi xuống tỉnh tọa lập tức hồ lão nhíu mày nhìn khâu tứ bình một cái khâu tứ bình run rẩy trong lòng vội vàng nhìn về phía của vương lâm ngồi xuống đi tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên mà hắn đâu có cơ hội rồi chúng ta cũng không cần phải can thiệp đâu vương lâm dùng giọng bình thản chậm rãi nói hồ lão cũng không nói nhiều nhìn về phía hứa la và vận manh hai người này vội vàng đi đến dưới tàn cây khoanh chân ngồi xuống đối diện với nhau ở giữa bọn họ chính là luân hồi thụ. Khâu Tứ Bình nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt của gã lộ ra vẻ cảm kích. Gã hít thở thật sâu rồi bắt đầu thổ nạp. Gã biết trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, ngày sau có hy vọng hóa thần hay không đều dựa vào cơ hội có được ngày hôm nay. Dương Huynh hứa là và dẫn manh cần ba canh giờ mới có thể hoàn thành thôi hóa luân hồi thủ. trong khoảng thời gian này hai chúng ta phải bảo vệ họ. Hồ Lão trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói. Không biết luân hồi quả sẽ có bao nhiêu trái vậy Hồi lão nhìn về phía vương lâm Trầm ngâm một lúc rồi nói Ít ừ, nhất cũng phải có hai quả Nếu có hai quả thì ta và ngươi mỗi người một quả Nếu là ba quả Tại hạ phải có nhiều hơn một quả Dù sao ta cũng có người tình nguyện hy sinh tuổi thọ của bọn họ mà Mong dương huynh thứ lỗi cho Được rồi Nhưng cây luân hồi thủ khô héo này phải thuộc gì ta Vương Lâm đi một vòng quanh thân cây rồi nói <laughs> Được rồi, không có vấn đề Hồ lão nói, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Thầm nghĩ cây luôn hồi thụ này bây giờ cũng đã khô héo rồi. Sau khi thôi hóa, sẽ chẳng còn bất kỳ ích lợi gì nữa, cho ngươi cũng không sao. Vương Lâm gật đầu, đi lên một bước rồi chụp vào cái nhánh cây. Hồ lão biến sắc quát lớn. Vương đạo hữu, làm gì vậy? Vương Lâm nhìn hồ lão rồi trầm giọng nói. Cây cây khô này nếu đã thuộc về ta rồi, thì bây giờ ta bẻ xuống một cành thì có gì đâu chứ. Ngươi đang định làm gì vậy chứ? Hồ lão ngửng người ra, đang muốn nói thì Vương Lâm đã dùng tay bẻ xuống một cành cây lớn rồi vứt vào trong túi trữ vật với vẻ mặt như thường. Sau đó hắn lại ngồi xuống ở một bên. Hồ lão trầm mặt một lúc, nghĩ đến tên tuổi của đối phương và cây bảo kiếm đáng sợ kia. Lão không nói gì, ngồi xuống một bên rồi cười, nói Xin <laughs> dương huynh đừng trách nha, nếu chỉ bẻ xuống một cành thì cũng không có gì cả. Nhưng mà sợ rằng số lượng luôn hồi quả có thể sẽ giảm xuống nha. Vương Lâm liếc mắt nhìn hồ lão, Hắn cũng không nói gì, hai tay ấn ở trước người, trong tay hắn xuất hiện từng vùng cấm chế. Hắn vẫy tay, cấm chế tỏa ra bốn phía, dần dần tay Vương Lâm hoạt động ngày càng nhanh mà cấm chế lại càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng bay ra. Ánh mắt Hồ lão ngưng trọng, sau một lúc trầm mặt lão từ trong túi trữ vật lấy ra 16 lá cờ nhỏ, lão vung tay, những lá cờ bay ra khắp bốn phía. Cờ vừa rơi xuống, lập tức lấp lánh ánh tử quang, tương hữu lẫn nhau giống như đang chiếu sáng vậy cấm chế trong tay vương lâm vẫn không ngừng được đánh ra cuối cùng hắn đánh ra 99 cái cấm chế sau khi chúng bay ra khắp bốn phía thì hắn lấy cấm phiên ra ném về phía trước cấm phiên lập tức hóa thành một cái tấm màn màu đen bao phủ khắp bốn phía tuyệt diệu ngờ à? hai mắt hồ lão sáng người lão vỗ vào túi trữ vật nằm cái lưỡi hái màu đen lập tức hiện ra trước mặt trên lưỡi hái nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt khi chúng xuất hiện có rất nhiều linh hồn phát ra những tiếng kêu thảm thiết muốn từ trong lưỡi hái mà bay ra hồ lão vung tay phải năm cây lưỡi hái lập tức hóa cuộn tròn bay đi chìm vào bên trong tấm màn màu đen thời gian chậm rãi trôi qua một vùng trở nên yên lặng đến đáng sợ trên người hứa la và vận manh phát ra từng luồng khí trắng từ trên đỉnh đầu hai người bay vào luôn hồi thụ sắc mặt của hai người lúc đỏ lúc trắng lâu lâu lại lộ ra vẻ thống khổ theo thời gian khí trắng trên đầu hai người càng ngày càng đậm nhưng luân hồi thụ vẫn y nguyên như cũ, không có chút thay đổi gì. Những luồng khí trắng bay vào bên trong không thấy tung tích. Mặc dù dùng thân thức để tra xét cũng không thấy được những luồng khí đó bay đến đâu. Dần dần dung mạo của hứa la không còn là thanh niên nữa. Trên đầu của gã đã có thêm vài nếp nhăn, mái tóc màu đen của gã đã biến thành màu xám. Vận manh cũng giống như vậy, dung nhăn xinh đẹp của nàng cũng dần dần mất đi, trở thành một vị phu nhân. Tuy nói như vậy nhưng vẻ đẹp của nàng không những không giảm bớt mà lại có thêm nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, dung mạo của hứa la và vận manh dần trở nên già lão, Già dẻ mất đi ánh sáng. Hình như tất cả tuổi thọ của bọn họ đều bay theo những luồng khí màu trắng này. Trên ngọn cây luôn hồi thụ dần lộ ra ba điểm nhỏ màu vàng. Ba điểm vàng này càng ngày càng sáng, hình như ở bên trong có chứa một lực lượng vô cùng thần bí. Hai mắt hồ lão chớp động, trầm giọng nói Ba cái luôn hồi quả Đúng lúc này Đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng Chói mắt lấp lánh trên luân hồi thụ Từng chùm tia sáng màu vàng từ trên luân hồi thụ lóe lên Rồi bay thẳng lên trời cao Hóa thành từng tầng sống từ trên nền đất đen của tầng thứ ba Khuếch tán ra khắp bốn phía Sống phát ra từ chùm sáng ngày càng lớn Còn sống hình tròn dài cả trăm trượng Như vậy ở bất kỳ vị trí nào ở tầng thứ ba Đều có thể nhìn thấy rõ ràng dị tượng ở nơi đây vòng tròn này sau khi khuếch tán đến một mức độ nhất định thì không hề lan rộng ra nữa mà sóng ánh sáng tràn trề lại hóa thành từng đám lá cây từ trên lá lại kéo ra rất nhiều cành nối liền với chùm sáng màu vàng nối liền lại giống như cành cây và thân cây tạo thành một cây cổ thụ khổng lồ chùm ánh sáng làm thân cây những được sống là cành những đường vân là lá hầu như chỉ trong nháy mắt một cây luôn hồi thụ khổng lồ giống như chống đỡ cả thiên địa của tầng thứ ba xuất hiện trước mặt mọi người đây cũng không phải là cây thực mà chỉ là hư ảnh. Nhưng mà khi hư ảnh này xuất hiện, lại làm cho tất cả tiên di tộc ở tầng thứ ba phải kinh hoàng. Mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì, đều lập tức ngừng tay, điên cuồng phóng thẳng về phía cây luân hồi thụ. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lùng trầm xuống. Cây đại thụ sáng rực như thế này chắc chắn sẽ gây chú ý đến tất cả giả nhân, sau đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến. Bây giờ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không đợi luân hồi quả nữa hay là đợi luân hồi quả rồi nên đón trận chiến này đây? Vương Lâm trầm mặt một lúc, ánh mắt hắn lóe lên. Đúng lúc này từ xa có tám đạo hát mang bay đến như tên bắn, trong những tiếng nổ đùng đùng hóa thành tám lão già. Sau khi tám người này xuất hiện, trực tiếp sử dụng sức mạnh của khí hiệu phóng thẳng về phía mọi người ở bên dưới cây luân hồi thụ, cấm chế mà Vương Lâm bố trí ở bên ngoài lập tức sinh ra tác dụng từng tầng kín đáo giống như mây rùa che phủ tất cả vào bên trong chỉ thấy từng luồng ánh sáng của pháp bảo nhanh chóng lấp lóe lực ký hiệu của tám lão già bắn vào trên cấm chế cấm chế bị tấn công liên tục nhiều tầng bị đánh sập số lượng nhanh chóng giảm xuống hai tay hồ lão bấm pháp quyết đánh ra vài đạo ánh sáng 16 lá cờ nhỏ cắm ở bốn phía trên mặt đất lập tức không gió mà bay lúc này 16 sinh linh với bộ mặt giống như ác quỷ từ trên những lá cờ này bay ra sáu ác quỷ xoay chuyển khắp bốn phía tạo thành một cơn lốc màu đen một sức mạnh khổng lồ từ bên trong phát ra tám người đang đánh vào cấm chế lập tức bị sinh linh đẩy văng ra mấy trượng hồ lão hít một hơi thật sâu hai mắt nhắm nghiền lại pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra ánh mắt vương lâm lóe lên rồi khẽ điểm tay về phía trước những cấm chế tàn ảnh còn sót lại lập tức ngưng tụ tạo thành một bàn tay khổng lồ rồi chụp mạnh về phía trước một người trong số đó lập tức bị bàn tay chụp được Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nói: "Nổ." Bàn tay bỗng vỡ vụn ra, người bên trong lập tức hóa thành máu thịt rơi ra khắp bốn phía. Tay phải Vương Lâm điểm ra, lại xuất hiện một bàn tay chập về những tên còn lại. Tu vi của những người này chưa đạt đến tiêu chuẩn ngũ diệp, đều là tứ diệp tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên từ xa bay tới một đạo hắc mang, trong đó có thể nhìn thấy một khuôn mặt lớn, bên ngoài dày đặc những ký hiệu và dấu ấn huynh, huynh thể ta hộ pháp, lão phu ra ngoài đánh một trận. Hồ lão đứng thẳng người lên, bước ra khỏi từng từng trận pháp cấm chế. Lão vừa phóng ra ngoài đã đấu pháp với những tên giả nhân kia. Sau nửa nén hương, hồ lão phóng trở vào, sắc mặt lão trở nên khó coi. Trên người lại có thêm hai vết thương. Lão khoanh chân ngồi xuống, nói. Hồi giết xong rồi, nhưng lại đến thêm hai người, lão phu đánh không lại. Vương Lâm đứng thẳng lên đi ra ngoài. Hắn vừa mới bước ra khỏi cấm chế đã nhìn thấy hai lão già giả nhân điên cuồng vung vẩy sợi xích ký hiệu ở trong tay. Họ đánh thẳng về phía 16 lá cờ đang tạo nên cơn lốc. Mỗi lần đánh vào, từ bên trong cơn lốc lại phát ra những tiếng ken ken. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của một lão già giả nhân lập tức lóe lên. Dây xích ký hiệu trong tay khẽ rung, rồi nhào về phía Vương Lâm làm giống như một con rắn vậy. Dây xích ký hiệu này phóng đến mang theo những tiếng xé gió kịch liệt. Thậm chí Vương Lâm còn nhìn thấy ở trên đó có linh hồn của một con dao lông màu đen đang gào thét. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tay phải của hắn vung một trảo trên hư không. Từ bốn phía trong tấm màn đen có một thanh trường thương bay ra như tia chớp. Vương Lâm chụp vào tay, đâm thẳng về phía sợi xích ký hiệu. Trường thương vỡ nát, dây xích ký hiệu cũng xuất hiện những vết nứt, trong nháy mắt hóa thành một đám ký hiệu rồi tản ra khắp bốn phía. Sắc mặt của lão già giả nhân trở nên ngưng trọng, lão hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện nhiều tấm da thú màu hồng, sau khi được ném ra, những tấm da thú lập tức bốc cháy, hóa thành một tấm sắt cực lớn. Tấm sắt này xuất hiện thì những ký hiệu khắp bốn phía lập tức bị kéo về, ngưng tụ ở xung quanh nó. Vương Lâm dựng tay phải lên khẽ nắm chặt tay lại, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Hắn phóng về phía trước một bước, cơ thể vụt bay ra giống như tia chớp. Trong ánh mắt của lão già lộ ra một tia sợ hãi, cơ thể của lão lập tức chuyển động, đứng ở trên tấm sắt trong miệng lão truyền ra những chú ngữ phức tạp tấm sắt kia lập tức trở nên to lớn trùng nháy mắt đã trở thành một ngọn núi nhỏ lão già giả nhân ở bên trên hét lớn một tiếng bay theo tấm sắt đâm thẳng về phía của vương lâm một tiếng gào thét từ trên trời giáng xuống tấm sắt kia đập xuống mặt đất dưới chân của vương lâm lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt cơ thể của hắn bị một lực lượng vô hình rối buộc những hành động trở nên cực kỳ chậm chạp đồng thời người giả nhân còn lại đang đánh vào cơn lốc để mạnh mẽ quay đầu lại trong khóe miệng của lão lộ ra một nụ cười tàn nhẫn lão vung tay phải lên những ký hiệu lập tức theo cánh tay lộ hết ra ngoài cả đám ký hiệu liên tiếp xếp chồng lên nhau rồi phóng thẳng về phía của vương lâm ánh mắt vương lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh hắn duỗi hai tay trong miệng khẽ hô cấm khí chi thương hiển cấm khí ở trong tấm màn đen lập tức hóa thành một thanh trường thương rồi điên cuồng bay ra vương lâm khẽ điểm xuống nó liền đánh thẳng về lão giả nhân đang tung ra những ký hiệu ở cách đó không xa trong lòng vương lâm bình tĩnh hắn vuốt tay phải lên túi trữ vật tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn dùng hai tay nắm chặt kiếm rồi chém thẳng lên rồi kiếm quang bay ra như tên bắn đập thẳng vào tấm sắt đang lao xuống tấm sắt rung lên trên bề mặt nó xuất hiện rất nhiều vết nứt lão già đang đứng ở phía trên phun ra một ngụm máu trong mắt lão lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng lão lập tức rống lên một tiếng dữ tợn ngoài mi tâm xuất hiện năm cái lá cây lá cây xuất hiện lập tức được kéo giãn ra trong mắt đã phân bố khắp toàn thân, đồng thời còn từ hai chân đi vào mâm sắt rồi chui vào những vết nứt. Mâm sắt lập tức lấp lánh ánh hào quang rồi đập xuống một lần nữa. Lúc này khoảng cách của nó đến Vương Lâm chưa đến 20 trượng. Trong mắt của Vương Lâm chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo, hắn không do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang lên giống như bị sét đánh, tiên kiếm hóa thành hắc quang, đột nhiên xông thẳng lên mâm sắt. Tiên kiếm đâm xuyên qua mâm sắt giống như đâm vào đậu hũ, chém thân thể của lão già giả nhân ra làm hai phần trong ánh mắt không thể tin nổi của lão máu tươi bắn ra khắp bốn phía lực lượng vô hình trói buộc cơ thể của vương lâm lập tức biến mất hắn mạnh mẽ quay đầu lại mở miệng phun ra một cái dấu ấn nhỏ màu đen dấu ấn lập tức phình to rồi bắn thẳng về phía lão giả nhân đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia giả nhân kia lập tức biến sắc tay phải của lão vỗ về phía trước lập tức có rất nhiều mảnh da thú từ trong tay bay ra Gia thú được ném ra hóa thành một cái nắm đấm ký hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ứng màu đen vương lâm hừ nhẹ một tiếng hắn nghiêng người về phía trước tay phải vỗ lên túi trữ vật rút ra một cái chuông hắn ném cái chuông lên đỉnh đầu của lão giả nhân giả nhân kia vừa đấu pháp với dấu ứng màu đen lại phải khôi chừng rất nhiều cấm thương ở khắp bốn phía đâm tới trong mắt của lão lộ ra vẻ điên cuồng đang muốn lấy ra một khối da thú thì cái chuông đã hạ xuống rồi chụp ông ta vào bên trong vương lâm vung tay phải lên triệu hồi cái chuông bay trở về trên tay hắn lập tức đánh ra vài đạo ấn quyết rơi lên trên thân chuông bên trong cái chuông lập tức kêu lên đinh đăng còn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét nữa vương lâm cầm lấy cái chuông thu hồi tiên kiếm và hắc ấn hắn xoay người đi vào bên trong trận pháp sau khi hắn biến mất bốn phía lại trở nên tĩnh lặng chỉ để lại những thi thể tàn khuyết và máu xương rơi vãi trên mặt đất bên trong trận pháp hồ lão ngồi dưới luân hồi thụ nhìn thấy vương lâm đi vào trong mắt lộ ra một tia sợ hãi lão vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Vương Lâm trong lòng lại càng kinh hoàng. Còn cần bao lâu nữa vậy? Vương Lâm nhìn về phía luân hội thụ, ba điểm sáng màu vàng trên cây đã to như nắm tay rồi. hồi ừ, rất nhanh, cùng lắm chỉ sau nữa canh giờ nữa là tạo thành luân hồi quả rồi. Hồ lão quả quyết nói. Không còn kịp nữa rồi, lúc nãy chỉ là ngủ dịp thuộc chú sư. Một khi có giả nhân lục dịp tương đương với hóa thần hậu kỳ mà đến đây, nếu là một người thì ta còn có thể chắc chắn kiềm chế được, nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức đâu Hơn nữa nơi đây còn có thức dịp thuật chú sư Tương đương với anh biến kỳ nữa Vương Lâm trầm giọng nói Vẻ mặt của lão trở nên âm trầm Lão đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc Rồi nhìn ra bên ngoài trận pháp Vương Lâm thăng nhẹ một tiếng cũng đưa mắt nhìn theo Chỉ thấy từ xa có 20 đạo hát mang bay đến như tên bắn Trong đó có 6 đạo hát mang bao phủ lấy những khuôn mặt khổng lồ Đặc biệt là hai người dẫn đầu vừa tỏa ra hát mang Vừa mang theo ma diễm ngập trời trên khuôn mặt khủng lồ lâu lâu lại lóe lên sáu chiếc lá sau khi đi đến gần những luồng hắc mang này lập tức hóa thành giả nhân hai người lục dịp thuộc chú sư dẫn đầu chính là hai giả nhân lúc nãy đuổi giết bọn họ rồi chạy theo thao thú những ký hiệu trên người lão bà so với trước kia thì nhiều hơn một chút màu đỏ vẫn chưa biến mất rõ ràng mới được vẽ lên bà ta cười khục khặc vung bàn tay phải giống như cành cây khô về phía trước cường lốc lúc này bị công kích liên tục lập tức tan vỡ 16 con ác quỷ ở bên trong tiêu tán vào khoảng không, 16 lá cờ được cắm bốn phía trên mặt đất lập tức vỡ vụn. Sau khi cơn lốc tiêu tán, hiện ra trước mặt mọi người chính là một cái tấm màn màu đen. Bà lão bước thẳng về phía trước, đang muốn bước vào trong tấm màn thì đột nhiên biến sắc, cơ thể của bà ta xoay chuyển về phía sau với một góc độ không thể tin. Chỉ thấy một cái lưỡi hái lóe lên rồi biến mất bên trong tấm màn. Cơ thể khô héo của bà lão lập tức xuất hiện một vết máu. Bà lão giống lên một tiếng vuốt lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu lập tức xuất hiện, lấp lánh ở bốn phía bên ngoài cơ thể. Trong miệng bà lão vang lên vài câu thần chú, những ký hiệu lập tức chuyển động, đám ký hiệu hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ. Bà lão gầm lên một tiếng, những quả cầu lửa lập tức bay thẳng vào tấm màn. Trong tấm màn bay ra rất nhiều trường thương được cấm khí tạo thành, đánh thẳng lên những quả cầu lửa kia, phát ra những tiếng nổ lông trời lở đất. Năm cây lưỡi hái cũng đồng thời bay từ bên trong ra rồi chụp xuống bà lão, Đúng lúc này, một đạo tử quan từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh lão bà. Tử quan tiêu tán để lộ ra một người đàn ông trung niên. Cơ thể người này cực kỳ cường tráng. Gã duỗi tay tới trực tiếp nắm chặt một cái lưỡi hái, gã bóp mạnh, lưỡi hái vang lên một tiếng rắc rồi vỡ vụng. Gã lại vung lên một trảo, lại có một lưỡi hái bị gã chụp được rồi bóp nát. Lúc này chỉ còn lại ba cái lưỡi hái, chúng lập tức bay vào bên trong tấm màng rồi biến mất. Người đàn ông cường tráng kia mỗi chỗ trên cơ thể đều dày đặc ký hiệu Nhưng mà những ký hiệu này có chút không giống với những giả nhân khác Nó không phải lơ lửng ở bên ngoài Mà dung nhập thực sâu vào bên trong cơ thể Trở thành một bộ phận của làn da Sau khi người này xuất hiện Bà lão kia hừ nhẹ một tiếng cũng không nói gì Người đàn ông cường tráng nhìn vào trong hát vụ Tay phải của gã đột nhiên tung ra một quyền Ký hiệu trên cơ thể của gã lập tức chuyển động một cách quỷ dị tất cả những ký hiệu lập tức ngưng tụ lại trên nắm đấm, đấm bàn tay phải gã tung ra một quyền làm tấm màn đen rung chuyển ba cây lưỡi hái ẩn bên trong lập tức vỡ vụn sắc mặt của hồ lão âm trầm lão quay đầu nhìn về phía thương cây cắn răng đảo mắt qua hai người hứa la và vận manh cuối cùng ánh mắt lão tập trung lên người hứa la tay phải lão bấm pháp quyết vỗ về phía trước một chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể của hứa la hứa la lập tức kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi cơ thể của gã lão đảo rồi ngã xuống mặt đất nhưng trong nháy mắt khi gã ngã xuống có rất nhiều khí thể màu trắng từ bên trên đỉnh đầu của gã điên cuồng tuôn ra tiến vào bên trong luân hồi thụ ánh mắt vương lâm chớp động nhìn về phía hồ lão lão này lồng lan giả sối không tiếc hy sinh toàn bộ tuổi thọ của đệ tử để tăng tốc việc thôi hóa luân hồi quả nhưng đây là chuyện của môn phái bọn họ vương lâm không có quyền can thiệp cơ thể của hứa lan ngã xuống đất ba điểm sáng màu vàng trên luân hồi thụ lập tức phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi dần dần ngưng thực lại trong lòng hồ lão biết vẫn còn chưa đủ lão thầm than một tiếng rồi điểm tay về phía của vận manh cô gái lập tức phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt lộ ra vẻ đau xót nhìn về phía hồ lão rồi nhắm chặt mắt lại lập tức có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đồ nàng dung nhập vào trong luân hồi thụ ba trái luân hồi lập tức ngưng thực lại trong nháy mắt vương lâm và hồ lão cất bước cùng một lúc chụp thẳng về phía quả trên luân hồi thụ khoảng cách quá ngắn nên chỉ trong nháy mắt hai người đã phóng lên ngọn cây vương lâm vung tay chụp được một quả luân hồi còn hồ lão lại giơ hai tay chụp được hai quả sau đó cơ thể của lão lập tức lui về phía sau ánh mắt lão nhìn về phía của vương lâm tràn đầy vẻ cảnh giác vương lâm không chút do dự vỗ một chưởng lên luân hồi thụ cây này lập tức bị cắt đứt rễ được hắn đặt lên vai tay phải hắn vung lên triệu hồi tấm mạng đen lập tức biến mất cắm phiền rơi lên tay cơ thể của hắn không ngừng lại mà bay về phương xa như tên bắn hồ lão cũng giống như vậy hai người chọn hai phương hướng trái ngược nhau còn khâu thứ bình lúc này cũng mở hai mắt ra gã cắn chặt răng chạy theo vương lâm tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt khi tấm màn đen biến mất ba bốn người từ bên trong bay ra những giả nhân ở bên ngoài lập tức phóng lên ngăn cản lại hai mắt của người đàn ông cường tráng kia nhìn chằm chằm vào vương lâm cơ thể của gã khẽ động đã bay đến ngăn cản trước mặt của vương lâm còn ánh mắt lão bà lại tập trung lên người hồ lão bay lên ngăn cản lại một người lục diệp thuộc chú sư khác ánh mắt của gã lại đặt lên thân thể của khâu tứ bình khâu tứ bình chỉ cảm thấy mình bị một con mảnh thú nhìn chằm chằm cơ thể của gã đột nhiên bị một sức mạnh kỳ lạ bao phủ không thể cử động được gã trơ mắt nhìn tên lục diệp thuộc chú sư kia nhếch mép cười ngay sau đó gã cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi mất đi tri giác trên trán gã xuất hiện một dấu ứng kỳ dị đang không ngừng sinh trưởng Đối mặt với sự ngăn cản của người đàn ông cường tráng, sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn không do dự vỗ vào túi trữ vật, chém thẳng tiên kiếm trong tay về phía trước. Người đàn ông cường tráng kia cười lên ha hả, tay phải của gã lập tức vung lên, đấm vào kiếm quăng. Tay phải của người đàn ông cường tráng lập tức tróc da bông thịt, lộ ra những khớp xương màu xám ở bên trong. Trên đầu những khớp xương lấp lánh những ký hiệu, cơ thể của gã bắn ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Trong mắt của gã lộ ra tia sáng tràn ngập chiến ý, gã hét lớn một tiếng lại vọt thẳng về phía của vương lâm vương lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động hắn lập tức nương theo lực phản chứng mà lui về phía sau hóa thành một đạo hắc mang muốn bỏ chạy hắn hầu như lập tức đoán được đối phương không phải là thuộc chú sư mà chính là chiến thú sĩ trước giờ chưa từng xuất hiện nếu không thì thuộc chú sư làm sao có thể dùng nắm đấm đỡ được uy lực của tiên kiếm chứ trong nháy mắt khi vương lâm rút lui hắn lại nhìn thấy điểm khác thường trên mi tâm của khâu tứ bình trong lòng hắn trầm xuống tay phải tung ra một trảo túi trữ vật của khâu thứ bình lập tức rơi vào trong tay hắn vương lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi người đàn ông cường tráng hét lớn lên một tiếng phóng người đuổi theo lúc này những thuộc chú sư còn lại lập tức có mấy người phóng lên ngăn cản vương lâm trong mắt vương lâm lóe lên sát khí hắn hét lên cút nói xong tiên kiếm trong tay của hắn chém ngang ra lập tức có hai người bị chém ngang hung máu tươi bắn ra tung tóe Bước tiến ngăn cản của những người kia lập tức khựng lại. Mượn theo xu thế đó, Vương Lâm đột nhiên vọt thẳng ra ngoài. Hai mắt của người đàn ông cường tráng hơi trầm xuống. Gã đuổi theo phía sau. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời xa. Còn lục dịp thuộc chú sư vừa mới thôi hóa khu tứ bình, nhìn thoáng qua phương hướng hai người Vương Lâm biến mất. Gã thu hồi ánh mắt lại, rồi chuyển lên người của hồ lão đang chiến đấu với lão bà. Gã liếm liếm môi, hai mắt nhìn chầm chầm vào túi trữ vật trên lưng hồ lão. Chỗ đó đang phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng. Mặc dù là túi trữ vật cũng không thể che được tia sáng này. Vương Lâm lúc này vác luôn hồi thủ trên vai, cảm thấy cực kỳ cổ quái. Hắn không thể bỏ nó vào trong túi trữ vật mà chỉ có thể cầm theo. Còn luôn hồi quả được hắn bỏ vào trong túi trữ vật, nhưng ánh sáng màu vàng chói mắt kia lại không thể dập tắt được. Người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng truy đuổi ở phía sau, gã nhìn vào bóng lưng của vương lâm chiến ý trong mắt rất hiên ngang gã dùng ngôn ngữ mà vương lâm có thể hiểu được hét lớn lên Ngươi ngoại lại kia ngươi chạy không thoát được đâu không bằng đánh với ta một trận đi trong mắt vương lâm lóe lên sát ý hắn sợ lên vòng tay cơ thể ngừng lại tay phải của hắn cầm tiên kiếm đột nhiên xoay người chém xuống trong miệng nói được ta đánh với người một trận người đàn ông cường tráng cười ha hả gã cũng không trốn tránh mà hai tay đánh thẳng lên gã lui ra sau mấy trượng, hai tay máu thịt mơ hồ, nhưng những khớp xương ở bên trong lại không hề bị tổn thương. Chiến ý trong mắt của gã lại càng đậm, quát lên. Sĩ mộc, lục dịp chiến thú sĩ. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo, nói. Dương Lâm, tu sĩ hóa thần. Cơ thể sĩ mộc phóng thẳng lên phía trước, hai nắm tay đắm thẳng lên trời, lập tức những tiếng xé gió gào thét bay tới. Vương Lâm vùng tiền kiếm lên, trước mặt ba trượng lập tức nổ ầm lên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên tiên kiếm truyền ra hai tay vương lâm lập tức tê dại nếu bản tôn ta có ở đây nhất định sẽ chiến đấu một trận với người này ánh mắt vương lâm chớp động nâng tay phải lên khu thú quyển lập tức bay ra xạ thần xa đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn ở bên ngoài chính là một đầu thú hồn mở hai mắt nhìn chằm chằm vào sĩ mục nó trống lên một tiếng rung trời lở đất sĩ mục ngẩng người ra sắc mặt khẽ biến xạ thần xa để ta thấy uy lực của ngươi rốt cuộc có xứng với cái tên hay không trong mắt vương lâm lộ ra hạng mang hôm nay nếu không giết chết được người này hắn chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát được thú hùng trên xe xạ thần đột nhiên quay đầu lại khi nó nhìn thấy vương lâm thì lại rống lên một lần nữa lúc này tất cả những mũi nhọn dữ tợn trên chiến xa đều lấp lánh hát mang những hát mang này chậm rãi ngưng tụ về phía thú hùng một tia cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân sĩ mục gã lũ đã vẻ hoảng sợ gã không chờ chiến xa chuẩn bị hoàn thiện mà lập tức phóng tới nắm đấm tay phải đột nhiên tung ra vương lâm cười lạnh cơ thể hắn khẽ động tiên kiếm lập tức chém thẳng về phía trước một tiếng nổ ầm vang lên cách 30 mươi trượng nắm đấm bàn tay phải của sĩ mục bắn thẳng về phía trước sắc mặt gã trở nên dữ tợn miễn cưỡng ngừng lại sau đó lại tiến lên vương lâm lại chém xuống một kiếm nữa lần này hắn không ngừng lại mà liên tục khua tiên kiếm trong nháy mắt có 10 đạo kiếm quang bắn ra liên tiếp ầm 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 tiếng nổ liên tục phát lên cơ thể sĩ mộc liên tiếp lùi lại phía sau khắp người gã đều là vết thương để lộ ra những khớp xương trắng dày đặc thậm chí trên đầu xương ngực của gã còn xuất hiện một số vết nứt nhưng mà khi ký hiệu lóe ra những vết nứt đó lại được khôi phục như lúc ban đầu tiên kiếm trên tay vương lâm đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào của hứa lập quốc nó và những du hùng không thể nào hoàn toàn điều khiển được tiên kiếm nếu như sử dụng quá nhiều bọn nó chắc chắn sẽ tăng thành mây khối tiếng kêu gào của hứa lập quốc truyền vào trong tay vương lâm lúc này hắn mới ngừng tay lại lúc này hùng thú đã hấp thu được tia hát mang cuối cùng trên những mũi nhọn của xạ thần xa cơ thể nó đột nhiên trở nên khổng lồ những sợi xích sắt trói buộc nó lúc này lại biến mất toàn bộ một luồng sức mạnh giống như hủy thiên diệt địa từ trong chiến xa truyền ra rồi mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể của hùng thú hùng thú gầm rống nhảy ra khỏi chiến xa nó dùng một loại tốc độ mà vương lâm không thể nhìn thấy được vọt tới trước người sĩ mục hai mắt sĩ mục lộ ra một tia hoảng sợ gã muốn lui về phía sau nhưng tốc độ của gã và hùng thú có sự chênh lệch quá lớn trong cơ thể hùng thú tràn đầy lực lượng hủy diệt chỉ trong nháy mắt nó đã xuyên qua cơ thể sĩ mục vương lâm rõ ràng nhìn thấy sau khi hùng thú đi xuyên qua cơ thể sĩ mục hàm răng khổng lồ trong miệng nó cắn chặt lên một cái đạo tàn hùng tàn hùng này chính là sĩ mục Cơ thể sĩ mục bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ trên mi tâm. Những vết nứt này lập tức bao quanh toàn thân, cuối cùng cả người hóa thành tro bụi, rồi tiêu tán giữa đất trời. Hùng thú há miệng nuốt tàn hùng vào, sau đó nó mạnh mẽ xoay đầu lại, gầm rống, rồi phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Hùng tính của nó rất lớn, há có thể cam tâm để Vương Lâm điều khiển nó chứ. Khoảnh khắc khi nó tấn công tới, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Tay phải của hắn đánh ra ứng quyết bắn lên chiến xa ở bên cạnh, lập tức có rất nhiều sợi xích sắt đột nhiên hư ảo xuất hiện giữa những tiếng kêu ken két từng sợi xích bay ra cột chặt lấy hùng thú kia đang gầm rống phóng tới hùng thú không cam lòng vùng vẫy liên tục tiếng gầm của nó càng ngày càng kịch liệt muốn dãy ra từ trong xích sắt nhưng mà những sợi xích này giống như có một sức mạnh vô tận trói chặt lấy hùng thú rồi kéo nó về bên cạnh chiến xa hùng thú không ngừng dãy dụa và gầm rống nhưng cuối cùng cũng bị trói chặt trở về Khoảnh khắc khi cơ thể khổng lồ của nó bị trói trở về chiến xa, thì nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất bên trong chiến xa. Chiến xa âm một tiếng, hóa thành khu thú quyển, rồi bay về phía của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, rồi duỗi tay phải ra, khu thú quyển rơi lên trên cổ tay, đồng thời một lực hút cực đại vô cùng vô tận lập tức từ bên trong truyền ra. Vương Lâm nắm chặt cực phẩm linh thạch, cơ thể khẽ động, lập tức bay thẳng về phương xa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, hắn vừa bay vừa chuyển lửa khúc từ bên trong khu thú quyển lên trên cực phẩm linh thạch. Quá trình này dằn co một lúc lâu, hấp lực mới từ từ yếu đi, tráng vương lâm đổ đầy mồ hôi. Hắn buông tay, khối cực phẩm linh thạch lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán trong không gian. Uy lực của xã thần xa này thật không thể tưởng tượng nổi mà, không hữu danh là bảo vật của tiên giới. Chỉ tiết hung tính của hùng thú cắn trả lại quá mạnh. Khu thú quyển thời điểm này vẫn có thể điều khiển được nhưng nếu sử dụng nhiều lần thì không biết chừng một ngày nào đó mình sẽ bị hút thành xương khô mà thôi. Mà khác mỗi lần sử dụng phải tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch để bù vào lượng linh lực mất đi. Cái giá phải bỏ ra cũng quá cao mà. Tráng Vương Lâm đổ đầy mồ hôi, bị những cơn gió thổi qua lập tức biến mất. Ánh mắt hắn chớp động, lồng lại trầm ngâm. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, hắn biết mức độ nguy hiểm của tầng thứ ba là rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lúc này hắn nhớ lại lời nói của lão già giả nhân ở tầng thứ hai, Thức dịp thuộc chú sư tương đương với tu sĩ anh biến kỳ Là những tồn tại mà Vương Lâm bây giờ không thể chống lại được Cũng không biết được xạ thường xa Có thể giết chết được tu sĩ anh biến kỳ hay không đây Nhưng mà giữa tu sĩ hóa thường kỳ Và tu sĩ anh biến Không phải có thể dùng số lượng đi bù đắp lại được Bản chất có sự khác biệt lớn Trong cơ thể tu sĩ anh biến Tất cả linh lực đã biến thành tiên khí cả rồi Vương Lâm châu mày nhưng cũng có chút kỳ lạ nha động tĩnh lúc nãy của luôn hồi thủ lớn như vậy sao không thấy thức dịp thuộc chú sư xuất hiện vậy ánh mắt vương lâm lóe lên tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn hắn vác luôn hồi thủ lên người bay ở tầng thứ ba cực kỳ chói mắt sau khi bay được một đoạn tay phải vương lâm chặt lên luôn hồi thủ cái cây lập tức bị chặt ra từng khúc lúc trước một cành cây có thể bỏ vào trong túi trữ vật bây giờ lại không thể bỏ cả cây vào ta thử chặt nó thành từng đoạn xem sao vương lâm cầm lấy một khúc cây ném vào trong túi trữ vật không có chuyện gì xảy ra một khúc cây luôn hồi thụ lập tức bay vào bên trong có tác dụng vương lâm gia tăng tốc độ trong nháy mắt hắn đã ném tất cả những khúc cây vào trong túi trữ vật luôn hồi thụ quả thực thần kỳ á nguyên cây thì không thể bỏ vào trong túi trữ vật được nhưng nếu chặt ra từng đoạn thì lại có thể vương lâm đưa mắt nhìn qua túi trữ vật rồi bay thẳng về phía cánh cổng tầng thứ ba thời gian dần trôi qua Cửa tầng thứ ba đã hiện ra trước mặt của hắn như mong muốn. Cơ thể Vương Lâm lập tức thuấn di, xuất hiện ở cửa. Hắn đang muốn đi lên thì đúng lúc này, từ phương xa truyền đến một tiếng ho khan. Một lão già lưng còng có bốn phần năm vị trí trên cơ thể phủ đầy ký hiệu đang từ xa chậm rãi đi tới. Vương Lâm không chút do dự, cơ thể hắn chợt lóe lên rồi vọt qua cánh cổng đi lên tầng thứ hai. Trên cổ tay của lão già đeo một cái vòng bằng xương thú, lão sờ sờ lên vòng tay rồi nhìn về phía Vương Lâm vừa biến mất lão phóng thẳng người về phía trước. Trong nháy mắt lão đã biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã đứng ở tầng thứ hai. Sau khi lão già xuất hiện lập tức ngẩn người, lúc nãy khi lão di chuyển thì rõ ràng phát hiện được vị trí của người ngoại lai này, nhưng bây giờ xuất hiện thì khí tức của đối phương lại lập tức biến mất rồi. Lão già đứng thẳng người, tay phải điểm lên mi tâm, bảy lá cây lập tức xuất hiện bên ngoài. Nó chậm rãi kéo dài từ trên đỉnh đầu xuống, ngay lập tức tất cả những xó xỉnh ở tầng thứ hai nhanh chóng hiện lên trong lòng lão đồng thời một thần thông giống như thần thức của tu sĩ bao trùm toàn bộ tầng thứ hai. Sau khi nó quét qua lại không phát hiện ra tung tích của Vương Lâm. Lúc này trên mặt của lão già lộ ra vẻ sửng sốt. Ở tiểu bối ngoại lai này cũng có chút bản lĩnh, có thể lẫn trốn với con mắt của lão phu mà. Lão già trầm ngâm một chút, đi một bước về phía trước rồi biến mất. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt đã qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này không có ai rời khỏi tiên di chi địa. Hồ lão sau khi trọng thương đã không tiếc tiêu hao nguyên thần dùng thuật bảo toàn sinh mệnh để chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy được nửa đường thì đã bị bà lão già lưng cộng bắt được. Kể từ đó cũng không còn tin tức nữa. Còn thi thể của hứa la và vận mạnh cũng bị tiên di tộc lấy đi vì có chỗ hữu dụng. Khâu Tứ Bình bị tu sĩ lục dịp thôi hóa, giả căn bản không thể chống lại. Dù sao thì tu sĩ lục dịp cũng là một loại tồn tại tương đương với hóa thần hậu kỳ, gã trở thành khôi lỗi trừ cô gái mặc lụa trắng và lão già đầy tớ mặc đồ xanh không biết đang ở nơi nào ra thì lần này những người tiến vào tiên di chi địa chỉ còn lại của mình vương lâm vào một ngày ở lối vào tầng thứ hai xuống tầng thứ ba đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng bảy màu lấp lánh rất nhanh đã có một bóng người từ trong hư không biến ra trong nháy mắt khi vương lâm hiện ra hắn lập tức phóng thẳng đi rồi biến mất ngay tại chỗ Nửa tháng trước khi phát hiện ra lão dạ lưng cồng, hắn đã không chút do dự tiến vào tầng thứ hai, rồi chui thẳng vào trong không gian nghịch thiên. Đã lâu lắm rồi hắn chưa tiến vào ẩn nấp bên trong không gian thiên nghịch này. Thức diệp thuật chú sư tương đương với tu sĩ anh biến xuất hiện trước mặt. Vương Lâm biết rõ mình không thể chống lại. Hắn biết một khi bị đối phương phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Sau khi hiện thân, Vương Lâm phát huy tốc độ đến cực hạn. Hắn điên cuồng bay đi, không tiếc tiêu hao linh lực nếu không phải tinh la bàn chỉ có thể bay trong hư vô và trong bầu trời, thì Vương Lâm đã sớm sử dụng nó rồi. Hắn cầm chặt cự phẩm linh thạch trong tay rồi bay thẳng một mạch. Sau đó hắn chạy tới cánh cổng của tầng thứ nhất. Hắn đang muốn chạy vào, thì đột nhiên một cái ký hiệu màu vàng khổng lồ xuất hiện rồi khóa kính cánh cửa lại. Tiểu bối ngoại lai, lão phu trợ ngư đã lâu rồi. <laughs> trong tiếng ho khan lão giả lưng cộng xuất hiện bên dưới ký hiệu. Hai mắt của lão nhìn thoáng qua vương lâm, dưới cái nhìn của lão vương lâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác giống như toàn thân bị xuyên thấu một cái lồng lạnh như băng bao phủ toàn thân vương lâm không dám rút lui hắn cảm giác được nếu như mình lui lại thì đối phương sẽ lập tức xuất thủ hắn lạnh lùng nhìn về phía của lão già tay trái sờ lên khu thú quyển ngươi đã giết chết mặt mặt địch nha cổ và sĩ mộc cho nhìn thấy phụ án tri linh của bọn họ trên người của ngươi với tu chi chỉ sắp đạt đến quá thần trung kỳ Mà có thể giết chết được những con cháu hậu bối này của tộc ta hả Đặc biệt là lục diệp sĩ Mộc Thì chắc chắn ở trên tu chân quốc Ngươi cũng không phải là cái hạng người vô danh rồi Ngươi tên là gì Lão già ho khăn chậm rãi Nói Vương Lâm Vương Lâm nhẹ nhàng nói Tay trái hắn lại đè lên khu thú quyển Cái vòng tay này lại có hai thiếu sót trí mạng Chính là giai đoạn chuẩn bị quá lâu đối diện với lão già này vương lâm cũng không nắm chắc có thể kéo dài thời gian đến khi mở ra chiến xa được hay không pháp bảo giết chết sĩ mộc chính là cái vòng tay của ngươi đó hả lão già liếc mắt nhìn qua khu thú quyển lại nói bên trong có mùi vị của thú hùng sắc mặt vương lâm âm trầm hắn nhìn chằm chằm vào lão già thử lùi người về phía sau lão già liếc mắt nhìn vương lâm hắn lập tức dừng chân không dám di chuyển tiếp nữa lão già ho khan vài tiếng rồi nói Lão Phu cũng không làm khó ngươi Nếu ngươi nói ra phương pháp ở hung Châu khi tức Ta sẽ để cho ngươi được toàn thơi Đồng thời còn tự mình hạ phù chú lên người của ngươi Để ngươi từ nay về sau trở thành phù khôi của Lão Phu Với tù gì của ngươi thì chạy không thoát được đâu Chú thích phù khôi Có nghĩa là con rối tạo thành do hạ phù chú vào người khác Tiếp tục Lão nói xong thì tay phải đưa lên phía trước Vương Lâm lập tức cảm thấy không gian bốn phía nhanh chóng đông đặc lại Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàng quan tay phải vuốt lên túi trữ vật cấm phiên xuất hiện trong tay của hắn rồi rung lên rất nhiều cấm khí gầm giống bay ra cấm khí hóa thành ác long bay về phía lão già đồng thời tiên kiếm cũng xuất hiện trong tay của vương lâm hắn chém mạnh xuống kiếm mạng màu đen lập tức lóe lên lão già nhướng mày tay phải chỉ về phía trước những ký hiệu trên cơ thể của lão lập tức chuyển động trên đầu ngón tay lão xuất hiện một cái ký hiệu rồi phóng thẳng ra ngoài Ký hiệu này vừa mới xuất hiện đã nổ ầm ầm rồi hóa thành rất nhiều ký hiệu nhỏ. Chúng nhanh chóng bay về phía cấm khí. Đồng thời đối với kiếm mang và tiên kiếm, lão già lại nâng cánh tay phải lên, búng một ngón tay đánh thẳng vào kiếm mang. <laughs> kiếm mang biến mất, trên độ ngón tay lão già xuất hiện một vệt máu. Lão nhìn qua, nói ừ, Rất tốt nha, thanh kiếm này cũng là bảo vật. Gia đầu vương lâm tê dại, cấm phiền vô dụng, tiên kiếm cũng vô dụng, Xã thường xa cần phải có thời gian chuẩn bị để đối mặt với lão già cũng vô dụng. Ánh mắt Vương Lâm chớp động hàng quang, tay phải hắn lại vuốt lên túi trữ vật, một cái cấm phiên khác lại xuất hiện trong tay. Tay trái hắn đánh ra cấm chế bay thẳng về phía của lão già. Lão già nhìn chằm chằm vào cấm phiên, lắc đầu nói: Bảo vật trên người tiểu bối người quả thật rất nhiều ha Chắc chắn ở trên mặt đất cũng là đệ thử của một môn phái lớn rồi Trên vật này có một cấu lực lượng thiên uy ở trận pháp này sau khi hoàn chỉnh Thì tu sĩ của các người nói là Sẽ có thiên kiếp giăng xuống Nếu như ở trên mặt đất Thì có thể uy hiếp được lão phu Nhưng đây là thánh địa của tiên di tộc Là một thế giới khác rồi Thiên kiếp không thể phủ xuống được đâu Ngươi cứ thử mà xem đi Lão già nói xong Tay phải lại đưa về phía trước Lúc này tốc độ của lão cũng không nhanh Nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn vừa rồi rất nhiều Trong khoảng chu vi trăm trượng Lập tức vang lên những tiếng khen két một số khe nước không gian lập tức xuất hiện chu vi trăm trưởng này giống như sắp sửa sụp đổ ánh mắt vương lâm chớp động cấm cháy rung lên rồi nhanh chóng thu hồi trong tay lại có thêm một bức tranh trong nháy mắt khi bức tranh bình thường này xuất hiện trong tay vương lâm sắc mặt của lão già từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh đột nhiên trở nên ngưng trọng bàn tay đang chụp tới cũng hơi chậm lại ngừng lại một lát vương lâm lập tức phát hiện áp lực từ bốn phía chậm lại không do dự hắn lập tức mau lui lại tiến xuống phía dưới bê nhanh ra xa lão già ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị ông ta bước về phía trước một bước rồi đuổi theo vương lâm thầm than hắn tế luyện thời gian đã lâu nhưng không hề biết sử dụng cuộn tranh này như thế nào vừa rồi trong túi trữ vật thực sự là không còn vật nào có thể khống chế được đối phương nên mới chuẩn bị liều mạng một phen xuất ra cuộn tranh gỗ cứ mở ra một cách bất kỳ nhưng không ngờ vừa mở ra thì lão già ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cuộn tranh gỗ này kể từ đó vương lâm lập tức thay đổi kế hoạch thu hồi cuộn tranh vội vàng bỏ chạy cổng vào tầng thứ nhất bị bịch kính rồi chỉ có một phương pháp có thể chạy ra mà thôi tuy là cực kỳ nguy hiểm nhưng so với ở trong này cơ hội sống sót phải tốt hơn nhiều vương lâm cầm kiếm tiên hướng về hư không thẳng tiến lúc này vương lâm đâm một nhát nơi kiếm tiên đâm vào biến thành một khe nước không gian bên trong tối ôm trông như là một cái miệng lớn muốn cắn nuốt người khe nước không gian này vừa mới xuất hiện liền co rút lại thân mình vương lâm chợt lóe chui vào ngay bên trong lão già đuổi theo trong nháy mắt vương lâm tiến vào cái khe lão hừ nhẹ một tiếng bước chân một bước tiến vào cái khe tiếp tục truy kích vương lâm vừa tiến vào cái khe nước không gian này lập tức một trận gió cực mạnh phả ngay vào trong mặt trong gió còn có vô số vực nhỏ bé kỳ quái thổi tới tấp vào người của vương lâm hắn lập tức cảm thấy đau đớn thậm chí nguyên thần như ngọn nến héo hắt lúc sáng lúc tối vương lâm ớn lạnh trong lòng hắn biết bên trong khe nước không gian này rất nguy hiểm chẳng qua chủ yếu nhất là mức phương hướng không thể tìm được lối ra mà thôi nhưng nơi này lại có gió lạnh có thể làm tắt lụi cả nguyên thần điều này làm cho vương lâm khiếp sợ bốn phía là màu tối đen cơ bản không thể thấy rõ vật gì nhưng gió lạnh càng lúc càng kịch liệt vương lâm lập tức vỗ túi trữ vật tinh la bàn bay ra hắn khẽ lắc mình khoanh chân ngồi trên tinh la bàn bay nhanh hướng về phía xa xa đồng thời linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển xua tan gió lạnh đây là vì vương lâm tiến vào khe nước không gian nơi chỉ có hư vô mới có thể sử dụng tinh la bàn chỉ có như vậy tốc độ mới có thể nhanh hơn hẳn lão già hắn mới không bị đuổi giết lão già lưng gù từng bước tiến vào trong cái khe tay phải lão rung lên một đạo ký hiệu thoáng hiện ra ấn lên cái khe đang coi rút lại rất nhanh ngăn không cho khe nước khép lại cuốn tranh gỗ kia có chút tương tự với thánh vật của tộc ta mà lão giả thì thào tự nói gió lạnh đối với lão không có tác dụng ngược lại gió thổi làm cho lão cảm giác rất thoải mái lão giả trầm ngâm một chút thân mình vừa động tiếp tục đuổi theo vương lâm ngồi trên la bàn toàn tâm điều khiển bên trong khe nứt là hư vô tối đen như mực trên đường bay hắn không hề thấy được bất cứ vật chất gì tất cả là một màu đen tối mịt lúc này vương lâm cảm giác được đằng sau có điều bất ổn khiến hắn cảnh giác hẳn lên hiển nhiên lão giả ở phía sau đang đuổi theo không bỏ vương lâm sắc mặt âm trầm ra sức tăng tốc la bàn với tốc độ lớn nhất, điên cuồng bỏ chạy. Lão già gù cứ mỗi lần nhúng chân là có thể di chuyển một quãng rất xa, chỉ có điều vẫn đang không thể đuổi kịp Vương Lâm. Ông ta có chút kinh ngạc, thầm nhủ: Tiểu bối này trong người bảo được nhiều như vậy, mỗi một cái đều có một chức năng siêu phàm. Thân phận của hắn ác hẳn cũng cao quý hơn so với những tu sĩ khác đi mà. Nghĩ đến đây, lão lại càng muốn luyện đối phương thành phù khôi Nơi hư vô này cực kỳ quái dị, Vương Lâm càng bay đi, cảm giác càng rõ ràng. Hắn không còn nhìn thấy gì, thậm chí là một tia linh lực dao động cũng không có. Cứ tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp mà. Vương Lâm thoáng nghĩ, tay phải vung lên, khu thú quyển lập tức bay ra. Một chốc liền hóa thành chiến xa, dừng ở trên tinh la bằng Vương Lâm thở sâu, tay phải đánh ra một ấn quyết, đặt tại chiến xa. Lập tức thú hùng rít gào, chợt một con thú hùng hiện thân, bởi vì khoảng cách tới vương lâm quá gần nên thú hồn đó vừa mới xuất hiện, nó lập tức há miệng nuốt một hơi. Nhưng vương lâm đã chuẩn bị rồi, tay phải ứng quyết, linh lực thở nhẹ, lập tức phía trên chiến xa. Thiết liên hung hăng coi rút lại, tính hồn thú trở về. Chú thích, thiết liên là xích sắc. Tiếp tục. Hồn thú điên cuồng rít gào, mắt nhìn vương lâm chầm chầm lộ ra vẻ hung tận. Vương lâm ngẩng đầu nhìn hồn thú, tay phải biến đổi pháp quyết lập tức phía trên chiến xa xuất hiện một hắc quan lóng lánh dữ tợn vương lâm quay đầu toàn lực điều khiển tinh la bàn căn cứ kinh nghiệm lần trước đã sử dụng hắn biết chiến xa mở ra phải cần khoảng thời gian ít nhất một nén nhang thời gian một nén nhang qua rất nhanh toàn bộ hắc quan trên xạ thường xa bị hùng thú hấp thu thân hình hùng thú càng khổng lồ thêm trong quá trình đó nó không chỉ một lần muốn cắn nút vương lâm nhưng đều bị thiết liên phong tỏa cuối cùng chiến xa hoàn toàn mở ra vương lâm ánh mắt chật lóe tin la bàn lập tức dừng lại hắn bấm tay niệm pháp quyết lưu mà không phát ở phía sau lão già vẫn truy kích thần sắc thay đổi lão nhận thấy vương lâm đang dừng lại ở phía trước lập tức đuổi theo đồng thời một cổ hùng lực hùng mạnh tràn ra thần thức vương lâm nhận được lão già trong nháy mắt hắn ứng quyết sẵn trong tay đặt tại xạ thần xa lập tức xích sắc trên người thu hồn biến mất xích sắc ở giữa nó và vương lâm vẫn tồn tại đồng thời lóe ra hào quang yêu dị. Hùng thú này hung hăng nhìn về phía lão già, rít gào một tiếng, lấy hết sức mình lao ra, như thể muốn giải phóng hết oán hận trong lòng. Lão già lưng gù lập tức biến đổi sắc mặt, lão chững lại, hai tay sờ lên các ký hiệu dấu ấn trên người, lập tức các dấu ấn xuất ra khỏi cơ thể, lập tức nâng cao lên ba thức trên người. Lúc này hùng thú tiến đến, nó nhào vào người của lão già, lập tức rít gào một tiếng, liền bị cái đám dấu ấn bên ngoài cơ thể của lão già ba tức điên cuồng lóe ra ngăn cản nhưng uy lực của xạ thần xa rất mạnh lão già bị tấn công liên tục văn xa cả trăm trưởng mới ngừng lại được hai mắt tràn ngập tơ máu lão hét lớn một tiếng các ký hiệu trên người lập tức tiếp tục cao lên năm tức hồn thú rít gào không ngừng chậm lại lão già tơ máu càng nhiều trong mắt đang muốn đuổi hồn thú đi thì vương lâm ở xa ánh mắt chật lóe Khóe miệng cười lạnh tay phải cầm kiếm tiên đập mạnh chân nhảy về phía lão già chém xuống một kiếm. Mượn gió bẻ măng, loại chuyện như thế này Vương Lâm đã quá quen thuộc rồi. Một kiếm chém xuống, kiếm quang dung nhập vào trong bóng đen, điên cuồng phát tiết ra. Bỗng nhiên một nhát kiếm chém thẳng vào người của lão lưng còng. Lão rống lên một tiếng, hai mắt đầy máu, ký hiệu trên người của lão trầm xuống một chút, đôi mắt đỏ như máu của lão liếc nhìn Vương Lâm một cái. Lập tức ở mi tâm của lão liền xuất hiện thức dịp thực vật. Có nghĩa là thực vật bảy lá, thực vật này vừa xuất hiện ký hiệu trên toàn thân của lão rung chuyển mắt hiện ra sát khí lão giơ tay phải lên hướng về phía vương lâm vương lâm lập tức toàn thân lạnh lẽo một luồng khí lạnh theo bụng dâng lên nhanh chóng chui vào trong cơ thể tốc độ cực nhanh tiến vào bên trong nguyên thần khí lạnh ngưng tụ lại như một hạt mầm sinh sôi nảy nở vương lâm sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm tiên huyết thân mình khẽ động hét lớn một tiếng trong tay kiếm tiên lại chém xuống tiếp đó hắn lập tức thay đổi phương hướng chém một nhát tiếp từng đạo kiếm quang oanh tạc âm âm trên thân thể ký hiệu trên người của lão già không ngừng trầm xuống đồng thời hùng thú tấn công càng dữ dội hơn rít gào như muốn nuốt chửng lão già thấy hùng thú sắp nuốt vào trong mắt của lão già lộ ra tia sáng kỳ dị chiếc vòng tay bằng xương trên tay phải của lão lập tức tan vỡ rơi ra khỏi tay lão lập tức vòng tay tản mát ra từng trận u quang màu lục xuất hiện một ký hiệu ký hiệu này bị tàn phá không còn toàn vẹn thậm chí có nhiều chỗ bị vỡ vụn nhưng có một cảm giác khiến cho vương lâm lo sợ chậm rãi lộ ra từ trong ký hiệu đó trong nháy mắt ký hiệu này xuất hiện hư vô màu đen bốn phía lập tức sáng người toàn bộ bao phủ bên trong một ngôi sao sáu cánh ở đây là ký hiệu lúc lão phu nhập môn chính là thông qua lĩnh ngộ ký hiệu này lão phu mới đạt tới thất diệp tiểu bối người may mắn nhìn ký hiệu này chết cũng đáng rồi lão già chậm rãi nói ký hiệu trực lóe Thú hùng đang muốn nuốt lão lập tức rít gào một tiếng, thân thể cao lớn xuất hiện lục ý rất mạnh. Nó quay đầu lại, nhìn chăm chăm ký hiệu kia, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu thời kỳ còn sung sức năm xưa, nó dám đấu với ký hiệu này, nhưng hiện tại nó không thể không lui. Hùng thú rít gào, thân mình rung lên. Lục ý sinh sôi, lập tức bị đánh cho sơ xác. Hùng thú nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất trong hư vô. Vương Lâm lập tức nhận thấy được, khi ký hiệu này xuất hiện mầm mống trong nguyên thần liền không ngừng sinh sôi nảy nở nhanh chóng sinh trưởng với một tốc độ điên cuồng vương lâm không có do dự gì lao nhanh về phía la bàn khống chế nó bay đi thật nhanh Hộn thú lại xuất hiện trên xạ thần xa lúc này đây nó không còn muốn nuốt vương lâm nữa mà suy yếu biến mất bên trong chiến xa lão già nhìn vương lâm nhanh chóng biến mất không truy đuổi tiếp nữa mà cúi đầu nhìn về phía ngực ngực lão có ba vết thâm có thể thấy được miệng vết thương đó vừa rồi bị kiếm tiền của Vương Lâm đâm trúng. Trong mắt của lão sát khí đằng đằng, thở sâu, nửa quỳ gối, quay về ký hiệu mậu lục bị phá nát. Ký hiệu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của lão. Vòng tay bằng xương cốt lại lặng lẽ xuất hiện trên cổ tay của lão. Sau đó lão già đứng lên, hóa thành một đạo sao băng, bay về phía trước, tiếp tục đuổi theo Vương Lâm. Hết tập 75 của bộ truyện tiên nghịch cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lát radio